Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chúc các anh chị một ngày làm việc tốt lành và có nhiều điều may mắn. Bài học tiếp theo đấy là bài học tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà tăng các cái đơn hàng, tăng cái doanh số, tìm kiếm khách hàng mục tiêu từ chính một nguồn rất quan trọng, đấy chính là nguồn từ chính khách hàng hiện tại. Và bài học này là bài học nói về việc làm sao để có thể khai thác được khách hàng hiện tại. Người ta nói rằng thế này là 80% lợi nhuận thì đến từ 20% khách hàng hiện tại. Và đôi khi chúng ta quá mải miết đi tìm những khách hàng mới mà chúng ta quên đi những khách hàng hiện tại, những khách hàng đã mua hàng của chúng ta, những khách hàng đã mua rất lâu của chúng ta. Lúc này nó sẽ xảy ra cái lý thuyết như sau. Thứ nhất là những sản phẩm có tính tái mua thì nếu như mình cứ mải miết đi tìm khách hàng mới thì những khách hàng cũ đi đâu? Và nếu như một sản phẩm mà phụ thuộc phần lớn vào doanh số khách hàng mới, chứng tỏ sản phẩm này có vấn đề. Bởi vì người tiêu dùng người ta sẽ mua một lần và người ta không mua nữa. Hoặc là chăm sóc khách hàng sau bán có vấn đề, chưa tạo cho các khách hàng những cái giá trị gia tăng, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là sản phẩm người ta mua một lần, thí dụ như là váy cưới, như là chụp ảnh cưới, như là khóa học chẳng hạn, vân vân. Đấy có thể tạm hiểu đấy là những cái sản phẩm người ta thường là mua một lần. Đấy, thì tôi không muốn lấy ví dụ là cái quan tài, đúng không? Người ta mua một lần, tức là người ta ít khi hoặc rất là hiếm khi người ta sẽ mua lại. Và bạn không thể nào gọi điện cho một cô dâu là lâu lâu nay anh chị có cưới lại không, đúng không ạ? Lâu lâu không thấy anh đến nhà hàng em thì còn được, chứ lâu lâu nay không thấy đến thử váy cưới thì chứng tỏ là có vấn đề. Đấy, thì tôi muốn nói chuyện vui vui một chút như vậy. Ý tôi muốn nói là gì? Chúng ta phải tập trung vào các khách hàng hiện tại. Với bất kỳ một cái sản phẩm nào, chúng ta cũng phải đều đề cao các khách hàng hiện tại. Bởi vì đó chính là những khách hàng trung thành mà đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Bởi vì chi phí để có một khách hàng quay lại mua hàng rẻ hơn rất nhiều so với chi phí để có một khách hàng mới đến mua hàng. Đó. Thế thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải là chăm sóc khách hàng thật kỹ lưỡng. Đó, đầu tiên, đấy là sản phẩm của chúng ta phải giúp khách hàng thỏa mãn được cái nhu cầu của họ. Thứ hai là thậm chí nó còn vượt xa cái mong muốn, cái sự kỳ vọng của họ. Thí dụ như iPhone là một cái sản phẩm như vậy. Cứ hết iPhone 5 người ta lại đợi iPhone 6. Hết iPhone 6 người ta lại đợi iPhone 7. Hết iPhone 7 người ta lại đợi iPhone 8, iPhone 10, ví dụ như thế. Thì chứng tỏ rằng là sản phẩm đã giúp cho khách hàng thỏa mãn được cái nhu cầu của họ, hoặc là dẫn đầu thị trường. Bởi vì trên thị trường là không có sản phẩm thay thế, hoặc là những cái sản phẩm trên thị trường không đủ cạnh tranh so với sản phẩm của chúng ta, bởi vì chúng ta vượt trội về mặt công nghệ, có đúng không ạ? Vâng, thì đấy là một cái ý rất là quan trọng, được chưa ạ? Là chúng ta phải có quy trình, phải có phần mềm đấy, và phải có nghệ thuật để chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt nó phải là xuất phát từ cái sự tận tâm, sự thật tâm của chúng ta đối với khách hàng, và mong muốn cho khách hàng những điều tốt đẹp, chứ không phải là chốt đơn, sale và doanh số, không phải thế. Thế thì chúng ta làm thế nào để làm được? Chúng ta cần phải đề cao cái sự thân tình và cái sự gắn kết với khách hàng, và giúp khách hàng thỏa mãn, hài lòng hơn nữa về sản phẩm và dịch vụ trong và sau bán, đặc biệt là sau bán. Chúng ta có thể khai thác khách hàng từ chính khách hàng như thế nào? Một khách hàng thỏa mãn, họ sẽ lên Facebook, họ sẽ nói về tôi mua cái này tôi rất hài lòng, tôi không mua cái này tôi rất là không hài lòng, đúng không ạ? Vân 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 vân. Thì họ sẽ nói trên Facebook, họ sẽ nói trên mạng xã hội, họ sẽ nói trên website. Họ mua sản phẩm tốt có khi họ cũng không khen, nhưng họ mua sản phẩm xấu họ sẽ chê. Thì chúng ta cần phải biết điều đó, được chưa ạ? Và chúng ta cũng có thể khai thác là khách hàng mới chính là bạn bè của khách hàng cũ. Đấy, là bạn bè nó sẽ đi ra họ giới thiệu cho những khách hàng mới, đúng không ạ? Thậm chí là đối tác của khách hàng. Đấy. Rồi thì người thân của chính khách hàng. Thí dụ như là bạn bán một khóa học mà họ rất hài lòng thì nhân viên của họ sẽ đi học. Bạn bán một khóa học mà rất hài lòng thì anh chị em ruột của họ sẽ đi học, bởi vì họ muốn dành cho những người thân của họ những điều tốt đẹp nhất. Vậy vấn đề của chúng ta là sản phẩm và dịch vụ, được chưa ạ? Những sản phẩm và dịch vụ chúng ta mà làm không tốt thì họ không muốn giới thiệu cho ai, hoặc thậm chí họ can ngăn là đừng có mua của thằng đấy,
đừng có học ở nhà đấy, đừng có mua của sản phẩm đấy, đúng không ạ? Không tốt đấy, hoặc cách mặt ra luôn. Bởi vì bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, 100 người bán, 1000 người mua, không đúng, mà bây giờ là 1000 người bán, 100 người mua đấy. Thế thì chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải duy trì mối quan hệ, chúng ta phải thân tình với họ, chúng ta phải coi họ như anh em, người thân ruột thịt trong gia đình mình, đúng không ạ? Chúng ta có thể xin số điện thoại liên hệ của khách hàng, rồi nhờ họ giới thiệu cho, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Thì tôi sẽ kể cho các anh chị một số cái câu chuyện thực như thế này, thực chiến như thế này. Ví dụ như chúng tôi bán tiếng Anh là sản phẩm rất là cao cấp, khá là đắt nha, có thể nói là đắt nhất trên thị trường. Và tôi nhận ra rằng là gì? Mình phải chăm sóc thật kỹ cái khách hàng hiện tại đang có con, cho con học ở đây. Mình chăm thật kỹ và giúp họ thỏa mãn, họ yên tâm. Với mình thì con họ chỉ là một khách hàng, nhưng với họ, con họ là cả một bầu trời. Con họ cả là một niềm mơ ước, là một tương lai. Mình hãy đừng xem con họ như một khách hàng thông thường, mà hãy xem con họ như một bầu tương lai, như con mình. Thậm chí còn phải chăm con họ hơn con mình. Thế thì khi đấy họ thỏa mãn, họ yên tâm thì họ mới tái mua, tái ký các hợp đồng để đi học tiếp, có đúng không ạ? Chứ không phải là họ lại tìm cho tôi, tìm nhanh chóng tìm chỗ khác để đi học. Đấy, nhất là đối với những ví dụ sản phẩm tiếng Anh là một cái sản phẩm tái mua rất là tốt. Đấy, sau đó họ thỏa mãn, họ yên tâm, họ thấy con họ phát triển rồi thì họ sẽ cho cháu họ, cho con của một chị đồng nghiệp ở cơ quan, cho con của sếp đến học. Chứ không phải là tự dưng mà mình chưa bán cho họ, mình đã chăm vào cái chuyện là anh chị em ruột thịt của họ. Không có đâu nhá. Các anh chị cần phải làm như thế. Cho nên chúng tôi mới nhận ra rằng individual sale, tức là sale từng người, giữa người sale với khách hàng rất quan trọng. Chăm chút họ đấy, như chúng tôi là trò chuyện rồi lo lắng. Con họ chưa về đến nhà là phải lo lắng gọi điện hỏi thăm, rồi cháu đi học ăn ít đấy, cháu đến lớp hôm nay không vui đâu, vân vân, đều phải báo cáo cho gia đình. Và gia đình rất là vui vẻ, gia đình thấy là rất yên tâm, thì bắt đầu dần dần khách nó mới nhân lên được. Chứ chúng ta không thể làm theo kiểu công nghiệp chạy ad lấy đơn như những cái sản phẩm hàng tiêu dùng được, được chưa? Hay một cái câu chuyện khác nữa mà tôi muốn nói về lĩnh vực bất động sản. Thế thì tôi có biết là một cái câu chuyện là một cái người bạn của tôi, một người học viên của tôi, đúng không ạ? Thì anh này anh ấy bán được một căn bất động sản, một cái căn dự án, và cho một cái khách hàng là một người giám đốc của một công ty cũng nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi là một cái giám đốc của công ty nhỏ nhỏ, cũng có một chút ít tiền, có thể mua một cái căn hộ 2-3 tỷ gì đấy, ví dụ thế, đúng không ạ? Hoặc nhiều hơn nữa. Thế thì anh này anh ấy bán được một căn xong thì anh ấy trong cái quá trình bán hàng đã rất là chuyên nghiệp rồi, chăm chút từng ly từng tí, hỗ trợ khách hàng đầy đủ các thủ tục giấy tờ, hóa đơn và luật pháp vân vân, sổ đỏ sổ hồng gì đấy đủ hết, không thiếu cái gì, khách hàng rất hài lòng rồi. Thế vào cái ngày khách hàng nhận nhà, họ anh ấy có quà. Vào cái ngày mà khách hàng về nhà mới, anh ấy có quà. Lúc mà khách hàng thi công nội thất, anh ấy giới thiệu những cái đơn vị nội thất giá tốt đến, làm việc chuyên nghiệp đến, anh ấy chăm chút, anh ấy lo lắng về tiến độ cho khách hàng. Mặc dù bán xong rồi, chứ cần gì, nhiệm vụ đâu cần nữa. Chúng ta thường là tình một đêm qua cầu rút ván xong đó là thôi. Thế nhưng mà anh ấy chăm chút, anh ấy giới thiệu như vậy. Anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ và anh ấy coi cái người khách hàng là như người anh, người chị trong gia đình mình phải cần quan tâm như vậy, đúng không ạ? Thế rồi thì đến cái ngày khai trương, đến cái ngày về nhà mới có quà, rồi anh là giám đốc của công ty, đúng không ạ? Thì anh ấy đến công ty, anh ấy mời tất cả công ty của cái anh khách hàng đấy để đi ăn, đi liên hoan, và anh ấy cảm ơn, anh ấy có quà, anh ấy tặng cho mọi người. Tất nhiên những cái món quà nó nhỏ nhỏ thôi, mọi người đừng nghĩ là những cái món quà gì đấy lớn lao, đúng không ạ? Có thể đôi khi chỉ là một cái quà lưu niệm nhỏ nhỏ cho các bạn nhân viên của công ty đó. Và đấy chính là cách quảng cáo, đấy chính là cách PR, đấy là cách làm thương hiệu, đấy là cách bán hàng tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất và hiệu suất nhất. Và kết quả là cái người khách hàng đã mua một căn hộ này, họ rất hài lòng và họ rất tin cậy vào người sale này. Vì thế họ đã giới thiệu cho người thân của họ mua bất động sản của chính những người giới thiệu này. Và đối tác của người này, cái công ty này là họ cũng nhập khẩu, rồi cũng buôn bán làm ăn với các đối tác Trung Quốc, các đối tác Hàn Quốc, các đối tác Nhật Bản.
và một số đối tác của họ có nhu cầu mua nhà và thuê mặt bằng tại Việt Nam, thì cái anh này cũng giới thiệu cho người sale bất động sản này và tiếp tục ký được những cái hợp đồng mua nhà cho người nước ngoài, cho thuê bất động sản cho người nước ngoài. Và người làm môi giới bất động sản này, từ một căn bán cho một khách hàng, họ đã phát triển thêm 6-7 cái khách hàng mới rất là tuyệt vời với những cái giá trị hợp đồng rất là cao. Thì đấy là cái cách mà thực tế thị trường và những người thành công họ đang áp dụng. Thì tôi chỉ kể lại câu chuyện của họ thôi, bởi vì họ là học trò của tôi, họ là khách hàng của tôi, họ là tư vấn của tôi, họ là bạn của tôi, chứ tôi không phải thực sự là cái người trực tiếp làm được cái việc đó, đúng không ạ? Tôi thì bán giày dép, tôi thì bán khóa học, tôi thì bán tư vấn, tôi thì bán tiếng Anh vân vân cho các công ty, tôi tư vấn cho cả các cái chuỗi bán hàng Nhật vân vân, thì tôi biết cái cách họ bán như thế nào, doanh số gia tăng như thế nào, tôi biết. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm và tự tin để tư vấn cho anh chị được, nếu như anh chị có nhu cầu và tin tưởng vào cái chương trình của tôi, được chưa ạ? Vâng. Thế thì vừa rồi tôi vừa trình bày với anh chị là một cái phương pháp bán hàng là tập trung khai thác khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ và phát triển mối quan hệ với các khách hàng cũ, khách hàng hiện tại, để từ đó nảy nở ra thêm những khách hàng mới rất chất lượng, được chưa ạ? Vâng. Và để làm được điều này thì sản phẩm phải tốt, dịch vụ phải tốt, phải lắng nghe ý kiến khách hàng, phải trò chuyện, phải hỗ trợ cho họ, phải chủ động hỗ trợ cho họ, chứ không phải là đợi đến khi họ có vấn đề là mình mới xử lý. Vâng. Rồi những cái câu chuyện khác nữa mà chúng ta vẫn thường thấy, đúng không ạ? Lo lắng cho chuyện ma chay hiếu hỉ của gia đình, của khách hàng, thậm chí tổ chức sinh nhật cho khách hàng và cho con em của khách hàng, rồi bố mẹ khách hàng ốm, đúng không ạ? Phải lo lắng tìm bác sĩ giỏi cho, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta sẽ tạo ân tình, chúng ta sẽ tạo những cái sự thắm thiết, khăng khít giữa mối quan hệ với khách hàng. Bởi vì từ đó là sẽ có thêm khách hàng mới, hoặc là duy trì được các hợp đồng với khách hàng cũ. Bởi vì chúng ta không chỉ đơn giản là khi chúng ta đã bán được một sản phẩm cho một đại lý hay cho một nhà phân phối là xong. Bởi vì có một chục, 100 các cái nhà phân phối khác, những cái sản phẩm khác họ sẽ muốn lấy cái đại lý đó. Nếu mà đại lý đấy là của bạn, rất nhiều người muốn lấy, rất nhiều người hất bạn ra để vào cái sản phẩm của họ, đúng không ạ? Ví dụ như bạn bán đồ điện máy chẳng hạn, thì cũng có những người khác cũng bán điện máy. Bạn bán sản phẩm nông nghiệp, cũng có người khác bán sản phẩm nông nghiệp. Bạn bán cám thức ăn gia súc, cũng có người bán cám thức ăn gia súc, đúng không ạ? Bất kể cái gì thì họ sẽ tìm đến những cái khách hàng đó và họ muốn hất chân bạn ra. Vậy thì cái việc duy trì cái mối quan hệ khách hàng thân thiết với khách hàng hiện tại và khách hàng cũ là không những giúp giữ chính những khách hàng đó và phát sinh thêm những khách hàng mới. Thì tôi muốn nói điều đấy rất quan trọng và các anh chị hãy áp dụng ngay cho tôi. Quan trọng nhất là hiểu tư tưởng và áp dụng nha. Còn đừng có xét nét hay đừng có phê phán. Ôi cái này tôi làm rồi. Làm rồi, làm cho nó tới lên, làm cho nó quyết liệt lên và làm cho nó trở thành một cái thương hiệu của bản thân mình, được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin hẹn lại các anh chị trong bài học tiếp theo.